khoản 3 điều 172 Luật Đất đai năm 2024 quy định nếu hết thời hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất quên gia hạn theo đúng quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất theo quy định trừ trường hợp giao đất công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức là 50 năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại điểm này mà không phải làm thủ tục gia hạn. Cũng theo khoản 3 điều 172 Luật Đất đai năm 2024 quy định về đất sử dụng có thời hạn như sau: nếu người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn muộn nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất. Quy định chi tiết về thủ tục gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất mà người xin gia hạn sử dụng đất là cá nhân, cộng đồng dân cư. Trình tự thủ tục gia hạn sử dụng đất mà thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất thực hiện như sau người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất thì làm đơn gia hạn sử dụng đất nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất tại bộ phận một cửa theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ không hợp lệ ra soát kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận thì văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại bộ phần một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để trả cho người sử dụng đất. Trường hợp gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thực hiện như sau. Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất thì làm đơn gia hạn sử dụng đất nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất tại bộ phận một cửa theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ không hợp lệ ra soát kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức việc xác định giá đất cụ thể trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể. Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng đất. Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai hồ sơ địa chính trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai hồ sơ địa chính Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận thì văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp, chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để trả cho người sử dụng đất. Trình tự thủ tục gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất Tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất thực hiện như sau. Trong năm cuối của thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất. Trường hợp hết thời hạn sử dụng đất nhưng đến ngày 1 tháng 8 năm 2024 mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thu hồi đất thì trong thời gian từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2025, người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất thì làm đơn gia hạn sử dụng đất, nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất tại bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ không hợp lệ ra soát kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin địa chính thừa đất cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng đất người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất tiền thuê đất cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai hồ sơ địa chính trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận thì văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp, chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện cấp xã để trả cho người sử dụng đất.